tốc độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành quá nhanh anh chị. Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư một vài cái hình ảnh liên quan tới sân bay quốc tế Long Thành và chú trọng trực tiếp vào nhà ga hành khách T3 anh chị nhé. Thì trước mắt quý anh chị một vài cái hình ảnh anh chị sẽ thấy đó, thì nhà ga hành khách T3 đã hoàn thành cái phần móng cũng như là cái khung thép dưới này xong rồi anh chị. Và hiện tại nó là đang đổ các cái trụ xung quanh cái khu vực nhà ga. Do vậy nên là khu vực này sẽ xây dựng rất là nhanh trong thời gian sắp tới anh chị nhé. Vì quan trọng của một công trình là do cái nền móng anh chị, phải xác định được là cái cáo chịu lực cũng như là thành phần thổ nhưỡng khu vực. Thì sau khi hoàn thành tất cả các cái giai đoạn khó, thì giai đoạn xây dựng nhà ga hành khách T3 trong thời gian sắp tới, khi mà dựng trụ, dựng vách và cũng như là xây dựng các cái tầng thì rất là nhanh, khi mà cái phần thô nổi lên trời nha anh chị, giống như một cái căn nhà vậy đó. Thì cái lúc mà anh chị làm móng và lúc mà hoàn thiện, đó là hai cái giai đoạn lâu nhất của một công trình. Còn khi mà xây dựng cái phần thô khu vực xung quanh cũng như là lên hình dạng của một công trình là rất là nhanh anh chị nhé. Sân bay quốc tế Long Thành thì có hạn tới cuối năm 2026, đầu năm 2027. Do vậy nên là cái giai đoạn từ đầu năm 2024 đến giai đoạn năm cuối năm 2026, tính ra là 3 năm nữa đó anh chị. 3 năm nữa để đóng đầu một cái sân bay tầm cỡ quốc tế lớn nhất Việt Nam thi công tại khu vực tỉnh Đồng Nai, thì nó sẽ tác động rất là mạnh tới đất đai cũng như là giá thành về bất động sản của khu vực quanh sân bay. Thì cái việc mà sân bay này nó tác động như thế nào đến với dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội, thì khi mà có cái thông tin xây dựng sân bay quốc tế Long Thành được nhà nước ký quyết định cũng như là bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2021 đó anh chị, thì những anh chị mà xây dựng đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã liên hệ tới sông tìm hiểu những lô đất tại dự án. Thì khi mà sân bay ở quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, cái lượng người phục vụ cũng như là các cán bộ ban ngành quản lý trong sân bay quốc tế Long Thành sẽ đầu tư đất quanh sân bay. Thì huyện Nhân Trạch có hai dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội là hai dự án rất là đẹp, sẽ tác động mạnh mẽ đến cái khu vực cũng như là tác động mạnh mẽ đến quá trình an cư của cán bộ công nhân viên làm việc khu này anh chị nhé. Và từ cái dự án sân bay quốc tế Long Thành này, anh chị đi về phía Tây và đi về phía Tây Nam sẽ tới dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội. Thì cách hiện tại thì cách chính xác cửa ngõ sân bay luôn anh chị, tới phần đất sân bay tới dự án là khoảng 14 đến 15 cây số thôi anh chị nhé. Đó là cái quãng đường mà khi anh chị đi ô tô đi làm việc tại sân bay thì rất là nhanh thôi, khoảng tầm 15 đến 20 phút. Và tất cả các cái con đường mà nối từ dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội lên trục đường 25C đi thẳng vào sân bay quốc tế Long Thành toàn là đại lộ anh chị nhé. Vì anh chị sẽ đi theo trục đường đại lộ Lê Hồng Phong là 53m, anh chị ra đại lộ Nguyễn Văn Cừ 47m, anh chị lên đại lộ Trần Phú 80m và anh chị vào đại lộ 25C là 100m vào thẳng sân bay quốc tế
Long Thành. Đó, đó là cái cơ hội, là cũng như là cái giai đoạn đầu chu kỳ bóng của bất động sản Việt Nam, giá cực kỳ tốt để cho anh chị đầu tư những cái lô đất tại khu vực này, thì hiện tại là giá từ 10 triệu đến 12 triệu một mét tùy vị trí, để cho anh chị đầu tư dễ dàng sở hữu bất động sản có sổ sẵn, đường xá đẹp, đường nhựa, ở dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội. Gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư cái thông tin dự án tại dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội, cũng như là tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh review bất động sản Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.